Các bác, cô chú, anh chị nhá, khắp mọi miền Tổ quốc hiện đang có mặt ở trung tâm văn hóa xã Ninh Hiệp nhé. Đang có cái triển lãm cây cảnh khá là lớn đây. Mặc dù chỉ là ở xã thôi nhưng mà quy mô rất là hoành tráng, những cây rất là đẹp. Trưng bày, khu trong ngoài là khu trưng bày này, khu trưng bày những tác phẩm đẹp. Còn bên ngoài là khu thương mại, những cái cây mà có thể giao dịch ngay và những cái đồ dùng dụng cụ các bác nhé. Thì bây giờ em tí sẽ vào trong để các bác cùng xem từng tác phẩm một và cũng có thể mua sắm ở bên ngoài như nào các bác nhé. Thì được vào để xem nhé các bác nhé. Rồi, xin được chào đón các bác nha. Đi vào thôi. Trưng bày và triển lãm đây này, chính diện này, đi từ cánh này vào thôi. Đây tác phẩm tên tuổi này. Đấy, Thụ Lâm Bồng Thạch to quá. Thụ Lâm Bồng Thạch xin phép, chắc những cái tác phẩm này thì những cái này thì ai cũng biết rồi. Quay sơ qua Bồng Xiếc đấy, Bắc Thành Thụ Lâm Bồng Thạch của Hồng Xiếc này. Hồng Xiếc đấy, quay cái này quay chi tiết thì nó khó nhưng mà nói chung là các bác chỉ biết là cả nó đang có mặt ở đây thôi, chứ còn cây này thì ai biết rồi. Chu Mạnh Hùng này đấy. Xanh Thụ Lâm Bồng Thạch. Thụ Lâm Bồng Thạch tên thì mỹ miều lắm. Đây là quay quanh cái cây này một tí. Thực tế mà nói thân của nó là đang ôm vào một hòn đá rất là to, bồng thạch. Các mặt của nó đều chơi được cả. Các mặt của nó đều chơi được cả. Nó là một cây khối lớn, thuộc diện lớn. Lớn. Tôi thích những cái cây nhỏ nhỏ hơn. Và nhỏ mà không tên tuổi thì lại thích quan tâm hơn, đơn giản là có thể múc được. Đây là cái xanh của bác Đinh Văn Thực, huynh đệ đồng khoa. Huynh đệ đồng khoa, đây kia còn đang nuôi, nuôi tiếp. Huynh đệ đồng khoa xin phép đi điểm các bác nhé. Gươm báu truyền kỳ của bác Thành đây. Gươm báu truyền kỳ. Đấy. Các phần tên tuổi là có mặt ở đây hết. Gươm báu truyền kỳ đấy. Các cụ đi đâu cũng thấy có mặt này. Quá có nhiều cảm tình với những cây này không? Tôi thì thực tế mà nói nó đẹp là đẹp thật, nhưng mà cũng bình thường thôi. Cũng không đam mê đắm cho lắm bằng những cái tác phẩm nho nhỏ. Đi xin phép đi khu vực bên cánh trái này trước cho nó dễ. Cánh trái cho nó dễ. Thành Đồng Tổ Quốc. Phẩm Thành Đồng Tổ Quốc. Đây này, mê cây này này.
sản phẩm tương cận Hải Phòng, tương cận Hải Phòng. Đấy, cái này thích to cái tôi mặc dù nó đẹp nhưng mà mình không có cảm tính cho lắm. Lên đây. Lên đây. Dằm dày mướt. Phép mình không sờ vào làm gì cả. Có điều là cây rất là đẹp. Đã xin phép video tầm độ trên 10 phút một tí, điểm lại một số cây ở đây thôi. Đây, thiên trụ này thì nhiều người đã biết rồi, đi đến đâu cũng có đó. Thiên trụ rất đẹp, tác phẩm rất quý, bày chính diện chỗ cái biển này luôn. Thiên trụ. Rất là nắng các bác, nắng lắm. Một số bác đam mê đứng xem như tôi thôi, chứ còn cũng ngày hôm nay ngày nghỉ mà cũng ít các bác đi xem lắm. Chủ yếu là giao dịch mạnh ở ngoài bên ngoài cơ, trong này và xem. Ôi, có quả, đang nhiều quả. Có vẻ như là ổi đào đấy. Xanh. Ổi xanh và vọng cách, và tiếp tục là một cái xanh nữa. Chúng ta xem trong này nó không khoái bằng đây, tác phẩm của Nguyễn Huy Sử, Bồng Con Chờ Chồng, Vọng Phu đấy, Bồng Con Chờ Chồng, nó sẽ tử viện. Đấy. Sang khu vực bên kia cho nó hot. Bác Nguyễn Huy Sử này bác ấy mang rất là nhiều móng rồng. Trung Thành, quả xanh của bác Thành này. Alo. Đúng rồi. Thằng lão à? À, hôm qua gì? Vâng, đang nhà hôm qua mà em cắt tí rồi đúng không? Vâng. Lúc em mua có 1,5 triệu mà. Vâng. Lúc múc vào có 1,5 triệu, vâng. Vâng. Mình ở đâu bác? À, đấy, tùy bác.
Em thì thoải mái mà, nhà cũng nhiều mà cũng thi thoảng cứ thích giao lưu. À. Nó cao tầm chắc tầm 30. Vâng, tầm 30 35 gì đấy. Nếu mà hoàn thiện chắc tầm 35. Vâng. Vâng. Hay đấy, cây đấy hay đấy. Nhiều người không để ý không biết đâu, hay đấy, một cây hay đấy. Vâng. Rồi, nhất chi bác, nhất chi bác. Rồi rồi anh nhé, rồi rồi, dạ rồi. Hôm nay là của bác Minh Dưỡng rồi, thì hôm có vào vườn có xem rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu đông rồi. Ngoài thì có cho thuê mũ lá mũ liếc thành đồng tổ quốc mặt sau đó. Cây này quay gần thì các bác không nhìn thấy được đâu, khó lắm. Hay nhất là cây mà trong những cái cây mà hay đi triển lãm mà tiên tuổi thì em thích cái cây thiên trụ này nhất. Thiên trụ thứ nhất là cái tỷ lệ, cái kích thước của nó phù hợp với mình, thứ hai là cốt cán nó rất là hay, rất hay, cái cốt cán rất hay. Quay đằng sau mặt nó xem lâu rồi nó có gì khác không. Đấy, đúng lúc đi triển lãm là rút rằm, rút rằm nhìn nó sướng, cây đẹp phải đẹp từ rằm, đẹp mọi thứ. Rồi bây giờ để sang bên kia nhiều tác phẩm cộm cán đấy các bạn, nhiều hơn bên này nhiều. Các bạn nhé, kết thúc cái video khu vực bên cánh trái ở chỗ cây si này, cây si hay là cây hừa gì đấy cũng không rõ lắm.